Bộ sưu tập áo yếm cách điệu để lộ cơ thể khiến giới chuyên môn tức giận. Một nhà thiết kế khiến giới chuyên môn, công chúng tức giận khi tung ra bộ sưu tập áo yếm cách điệu để lộ phần lưng và vòng ba một cách cực kỳ phản cảm, dung tục. Một nhà thiết kế tên Tường Danh vừa giới thiệu bộ sưu tập mang tên New Traditional, tạm dịch, truyền thống mới. Theo người này, bộ sưu tập của anh lấy cảm hứng từ nét đẹp của các trang phục truyền thống của Việt Nam, nhưng được sáng tạo để tăng thêm tính hiện đại, mới mẻ. Tuy nhiên, bộ sưu tập làm dấy lên luồng dư luận trái chiều với hình ảnh người mẫu diện đội nón quai thao, mặc áo yếm cách điệu, để lộ phần lưng và vòng ba. Thiết kế khác gây bức xúc là chiếc đầm vàng lệch vai cổ trụ được người mẫu nam diện. Khi trình diễn, người này còn cầm trên tay chuông vàng. Cùng với đó, nhiều thiết kế khác lấy cảm hứng từ áo dài, áo yếm cũng có những chi tiết cắt xẻ táo bạo. Bộ sưu tập này cũng vấp phải sự phản đối gay gắt từ giới chuyên môn. Họa sĩ, nhà nghiên cứu áo dài Nguyễn Đức Bình chia sẻ với phóng viên VTC News, người làm bộ trang phục này chưa hiểu về truyền thống, bản sắc văn hóa. Bộ trang phục này không mang bản sắc văn hóa người Việt. Trong khi bản sắc văn hóa với trang phục người Việt là kín đáo, khiêm nhường, giản dị, nhưng hiện nay có rất nhiều nhà thiết kế lấp liếm bằng những từ ngữ như cảm hứng, hơi thở hiện đại, tiếng nói của thời đại chúng ta đang sống để tạo nên những bộ trang phục không phù hợp, lố lăng. Họ đang nhầm lẫn, làm gì có cảm hứng như vậy. Trang phục dù cách tân hay không cách tân vẫn phải toát lên bản sắc văn hóa người Việt. Ông Nguyễn Đức Bình chia sẻ thêm, nếu những bộ trang phục này được biểu diễn trong không gian kín đáo, phạm vi nhỏ, không ảnh hưởng đến đại chúng thì giới thiệu là việc của nhà thiết kế. Nhưng khi đã công bố rộng rãi bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng, đến định hướng thẩm mỹ cho xã hội. Những bạn trẻ sẽ tưởng đó là bản sắc văn hóa Việt, điều này rất nguy hiểm. Sự việc này cũng đặt ra câu hỏi về sự quản lý của các cơ quan chức năng. Nếu cứ để những hiện tượng như thế này tiếp diễn, sẽ làm biến dạng văn hóa Việt Nam. Theo tôi, đây là sự tha hóa về văn hóa, chứ không chỉ là sự đứt gãy. Còn Tôn Thức Minh Khôi, chủ nhiệm dự án lịch sử Thiên Nam lịch đại Hậu Phi lên tiếng phê phán. Từ khi nào chiếc nón quai thao truyền thống lại bị gắn ghép vào những bờ mông để trần kịch cẩm, dung tục đến như thế này? Không thể tin vào mắt những hình ảnh này. Từ khi nào hình ảnh Chi Tăng Khất Thực vốn là một hình ảnh cực kỳ thiêng liêng, gợi nhắc về tăng đoàn nguyên thủy, lại bị bóp méo lố bịch kinh khủng thế này trên sàn diễn thời trang? Tất cả đến từ một thương hiệu mạo xưng trang phục truyền thống Việt Nam, sự bức xúc lên đến tận cùng. Đừng bao giờ vinh vào cớ cách tân, sáng tạo để cưỡng bức, bức tử văn hóa truyền thống một cách man rợ đến như thế này. Tôi kịch liệt lên án và phản đối bộ sưu tập và thương hiệu này. Trong khi đó, công chúng cũng bất bình với bộ sưu tập này. Một khán giả bình luận, muốn mang chủ đề truyền thống vào thiết kế nhưng không quan tâm đến giá trị và hình ảnh con người Việt Nam bao đời nay. Hình ảnh người phụ nữ Việt truyền thống cực kỳ đẹp và có nét quyến rũ riêng. Muốn cách tân đổi mới thế nào cũng phải giữ được cái cốt lõi của truyền thống chứ. Khán giả khác chỉ trích gay gắt hơn, đối với áo yếm, dù nó có là đồ lót nhưng vẫn là biểu tượng của phụ nữ, là biểu tượng cho sự mềm mại và thức tha. Duyên dáng chứ không phải lố lăng để mà phối với quần lọc khe, giày cao gót như vũ nữ thoát y như vậy. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng cho rằng bộ sưu tập không có sự đặc sắc về chất liệu hay màu sắc, thậm chí còn cho thấy sự cẩu thả, sơ sài trong quá trình sáng tạo. Chất liệu không đặc sắc, màu sắc không ấn tượng cho đến thiết kế không có gì mới lạ. Cách diễn đạt nội dung lên vải chưa tốt, quá cẩu thả và sơ sài dẫn đến nhìn nó quá tục. Bất kỳ nét đẹp mang tính truyền thống và tôn giáo đều phải đạt được độ chỉnh chu từ khâu thiết kế, cho nguyên liệu và lên ý tưởng một cách cẩn thận, còn với bộ sưu tập này nói lên được tầm nhìn quá hạn hẹp của người làm ra nó.